Xe ở Sài Gòn coi bộ khó mua lắm mấy bà, chứ tôi đi ba cái chợ luôn mà không thấy ai bán hết trơn nè. Bữa nay tự nhiên thèm muối lá é quá nên tôi cũng phải chạy đi chợ kiếm mua cho bằng được luôn á. Mấy bà quên cái công thức muối ớt đỏ, muối ớt xanh đi. Bữa nay tôi chỉ cho mấy bà làm cái muối lá é nè. Nó ngon mà cái vị nó lạ lắm. Cái muối này mà để chấm trái cây hay chấm gà hải sản gì cũng ngon hết trơn á. Công thức á thì gồm lá é, ớt xiêm, muối với bột ngọt theo tỷ lệ 1:1. Bị nhiều đó thôi, mình đem xay nhuyễn rồi bắt cái chảo rang cho nó khô lại như vậy nè. Nhớ là phải để lửa nhỏ thôi nha. Mấy bà nhìn coi nó khô mà nó ngon chưa nè. Mình đổ vô hũ bỏ vô tủ lạnh để dành ăn cả tháng cũng không sao. Tự nhiên làm xong cái muối lá é cái thèm cái lẩu gà lá é dữ thần á. Cũng may là ở nhà còn mấy cái gói mì khoai tây potato king lẩu gà lá é được đi siêu thị nè. Thấy lạ quá nên mua về ăn thử luôn. Mà cái này là mì khoai tây nha nên cái sợi mì của nó dai dai. Cái mùi thì nó cũng thơm lắm. Có tới 2 vị lận, ngoài cái vị lẩu gà lá é còn có vị lẩu nấm sụn bò nữa nè. Cái giác mì cũng to nha. Mình cho 3 gói gia vị vô rồi chế nước sôi đợi trong 3 phút. Rồi mình cho vô miếng lá é lúc nãy là muối còn dư á. Lục cái tủ lạnh còn xíu nấm bào ngư hôm qua ăn không hết. Mấy bà xào sơ rồi bỏ vô luôn nghe. Ôi ôi tao nói cái mùi của nó thơm. Sài Gòn giờ mưa nè, quất một tô này ăn thôi là ngon nhất. Nách mà có cái vị lẩu gà lá é thiệt nha. Lấy miếng nấm chấm với cái muối lá é là ta nói còn hợp hơn nữa. Công nhận là đi đâu ăn cái gì cũng thấy mì Việt Nam của mình là thích nhất. Nên có gì mấy bà tham khảo ăn thử nghe.